Họ là những kẻ anh hùng không tên tuổi. Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên, nhưng máu họ đã thấm vào lòng đất. Những người chiến sĩ vô danh khi hy sinh thân xác, không thân nhân, không bạn bè tới tiễn biệt trong phút lìa đời. Chỉ có một vài bông hoa dại đơn sơ, chỉ có một màu cờ Việt Nam phủ trên chiếc quan tài gỗ mộc. Dạ Lan nghĩ rằng, khi tình cờ đi ngang qua một trại lính lẻ loi trên ngọn đồi cô quạnh, dày đặc cỏ rừng, có bao giờ chúng ta nghĩ tới những người chiến sĩ oai hùng trong đó sẽ có ngày trở thành những người lính vô danh, chết cô đơn trong phút cuối cùng? Nguyện cầu hồn thiêng sông núi, xin hãy bao bọc và an ủi họ. Nhìn từ trời cao, kiến trúc của nghĩa trang quân đội Biên Hòa mang hình một con ong. Ong là con vật tượng trưng cho sự siêng năng, cần cù xây dựng. Khi tổ ong bị phá vỡ đi, đàn ong kiên trì xây dựng lại tổ ong khác. Con ong không hiếu chiến, nhưng khi bị đe dọa triệt hạ, cả đàn ong trở thành một đạo quân mãnh liệt, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù bằng mũi kim chích lợi hại. Và đặc biệt hơn hết, ong rất trung thành và chỉ thờ có một chúa mà thôi. Dù đã nằm yên dưới ba thước đất, những người chiến sĩ đã một lần hy sinh, chắc cũng sẵn sàng đem xác hồn linh thiêng độ trì cho người sống, quyết giữ gìn mảnh đất cuối cùng, một di sản tinh thần của cả dân tộc Việt Nam. Không ai được quyền phá hủy khu nghĩa trang lịch sử này. Đây thực sự chính là trận chiến quyết định tinh thần can trường và bất khuất của những người lính già còn sống, quyết không quên những chiến sĩ và đồng đội đã hy sinh. Trời đầy rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai đời đời. Dù anh ngủ vùi mùa mưa tới trong nghĩa trang này, có loài chim trong
hãy bao bọc và an ủi họ.